Mình đang chuẩn bị cắt một ít bạc hà để làm gỏi bò Thái Lan. Các bạn coi nè, có mấy hôm quay thôi mà nó lên lớn không? Lá bự quá chừng luôn. Mình sẽ cắt ngay chỗ này. Ra đây đi. Xum xuê ghé. Cha. Chồng vào trong nhà nó sạch quá chừng luôn đó nè. Thêm nữa. Ngọn bên này đi. Mình càng cắt á, thì nó càng lên nhiều nên các bạn đừng lo, cứ cắt ăn. À, nếu mà bạn nào thích làm mấy cái nước detox á, thì trồng mấy cái cây này càng tiện hơn. Tại vì mỗi lần dùng mấy lá xong rồi bứt ở trên cây xuống thôi. Để làm gỏi bò Thái Lan thì mình cần những nguyên liệu như sau. Tất nhiên là phải có thịt bò rồi. Thịt bò thì ở đây mình dùng thịt bò ribeye. Các bạn cứ mua bất kỳ loại steak nào các bạn thích. Nhưng mà nhớ chọn những cái loại mà dễ cắt như thế này thì khi làm tiện hơn. Tiếp theo, vị mặn của cái món gỏi bò Thái Lan này là từ nước mắm. Các bạn hãy dùng nước mắm ngon nhất ở trong nhà nha. Tiếp theo nữa, để ướp thịt thì mình có muối và tiêu. Đây là hai nguyên liệu cơ bản mình dùng để ướp thịt. Còn ngoài ra thì mình không có ướp thịt với tỏi hay là hành gì hết, vì khi chiên á các bạn nó dễ bị cháy lắm. Tiếp theo, vị chua của cái món gỏi này là từ chanh và vị cay thì từ ớt trái. Thiếu hai cái này là không có ra gỏi bò Thái Lan đâu nha, nên các bạn phải có chanh và ớt. Tiếp theo nữa, mình phải có hành tím. Vị ngọt của cái món gỏi này á thì là từ đường thốt nốt. Bình thường á thì mình sử dụng cái loại ở trong hũ, nó mềm hơn, rất là dễ múc ra. Nhưng mà hôm nay mình hết loại đó rồi nên mình sử dụng nguyên cục như thế này. Và một cái lá gia vị không thể thiếu đó là lá bạc hà. Ngoài ra thì còn một nguyên liệu nữa hết sức quan trọng, đó là bột thính. Đây là loại bột thính mình hay sử dụng để làm gỏi bò Thái Lan. Chợ Việt Nam nào cũng có hết, tí nữa lấy ra sử dụng mình sẽ cho các bạn coi. Tại vì nó mịn quá nên nó bay tùm lum hết. Mỗi lần mình lấy ra rất là messy. Vậy thôi, nếu mà thiếu nguyên liệu nào thì tí nữa mình sẽ bổ sung sau. Bây giờ thì mình sẽ ướp thịt trước nha. Thịt này thì mình ướp sơ hai mặt với lại một ít muối và tiêu thôi. Các bạn chỉ cần để nó trên mặt phẳng, xong rồi rắc một chút xíu muối, một chút xíu tiêu đều, thịt đều lên trên mặt của nó. Như thế này. Các bạn không có cần phải ướp cho nó thật là đậm đâu, tại vì tí nữa mình trộn với lại cái nước mắm chua ngọt mà. Nếu như các bạn ướp nó đậm quá rồi lúc trộn với nước mắm nó sẽ bị mặn đó. Mình sẽ lật lại để mình ướp mặt còn lại. Các bạn thấy đơn giản không? Chỉ có muối và tiêu thôi. Chủ yếu là mình chiên để cho thịt nó chín với lại nó không có bị nhạt quá. Món này làm rất là nhanh, cứ tới giờ ăn các bạn hãy làm cho nó nóng hổi, thơm ngon. Rồi, sau khi ướp xong thì mình sẽ cho một cái chảo lên trên bếp cho nó nóng để mình chiên thịt nha. Sau khi cho chảo lên bếp thì mình sẽ mở lửa vừa. Tiếp theo mình cho khoảng một muỗng canh dầu ăn vào cái chảo này để chiên thịt. Dầu thì mình dùng dầu bơ, các bạn cũng có thể dùng dầu ô liu, nhưng mà dầu ô liu thì làm các món Tây hợp hơn là những món mà mình có bỏ nước mắm. Chảo nóng rồi đây các bạn ơi, mình sẽ cho thịt vào chiên nha. Trong khi chiên thịt thì mình sẽ đi làm cái nước sauce. Wow, cái miếng thịt này bự quá, bỏ vào cái chảo này không vừa luôn á. À, lúc nãy mình quên nói với các bạn là mình cần có rau để mình ăn với lại cái nước sauce của gỏi nữa. Thế nhưng mà không ăn có rau thì nhiều thịt quá ngán lắm. Hay là rau mình sẽ ăn kèm với gỏi nè. Ở bên Thái thì người ta ăn với rau khác, nhưng mà mình thích cái rau này hơn nên mình thay thế bằng cái rau này. Thế nhưng mà các bạn thích làm đúng kiểu Thái thì mình sẽ để cái loại rau đó ở trên màn hình cho các bạn coi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái nước sauce. Đầu tiên là mình sẽ băm nhỏ cái cục đường này ra. Mình ghét sử dụng mấy cái cục đường cứng này vì quay lò vi sóng thì nó nóng quá. Còn băm ra thì rất là lỡ cỡ. Nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không. Các bạn băm nhỏ ra thì nó dễ tan với nước mắm hơn đó mà. Ở đây thì mình dùng một muỗng canh đường thốt nốt nha. Sau khi băm nhỏ đường thốt nốt thì mình sẽ cho nó ra một cái chén. Tiếp theo các bạn cho tiếp một muỗng canh nước mắm vào nha. Các bạn nhớ gia giảm sao cho nó hơi ngọt ngọt mặn mặn vừa ăn là được. Nhiều khi cái nước mắm của các bạn dùng á, cái độ đạm nó cao hơn thì nó sẽ mặn hơn. Nên là phải gia giảm theo cái nước mắm nữa. Sau khi cho nước mắm vào thì mình sẽ trộn đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho ớt vào. Ớt thì các bạn chỉ cần sắc lát thôi rồi cho vào.
tùy vào các bạn thích ăn cay ít hay nhiều mà cho ớt vào nha. Cái ớt này nó cũng cay nên là mình cho một cái ớt là cay xé lưỡi rồi. Đây là ớt mình đã cắt xong, cho hết vào cái chén nước mắm đường luôn. Chủ yếu là các bạn dùng đường thốt nốt ngon với lại nước mắm ngon á là cái gỏi của các bạn sẽ ngon. Rồi mình sẽ trộn đều lên cho nó tan hết đường nha. Tiếp theo mình sẽ cắt nhỏ hành tím. Hành tím thì các bạn cắt thành từng khoanh như thế này nè, không có cần phải băm nhỏ đâu, chỉ cần cắt từng khoanh như thế này thôi. Mỏng mỏng thì ăn sẽ rất là ngon. Thịt thì các bạn chiên mỗi mặt 3 phút thôi nha. Chưa được 3 phút thì các bạn lật mặt chứ không thôi là nó sẽ bị chín quá không có ngon nữa. Mình kiểm tra coi. Wow, ngon không nè. Bây giờ mình chiên tiếp mặt này 3 phút. Chanh này thì mình cắt đôi ra. Tí nữa mình bắt lên thịt bò. Tại vì thịt bò mình chỉ chiên tái thôi thì mình bắt chanh lên cho nó chín. Vậy thì cái gỏi nó sẽ ngon hơn. Còn lá bạc hà này thì các bạn bóc từng lá ra. Nếu như mà các bạn thích bỏ nguyên lá vô trong cái gỏi cũng được. Còn nếu mà không thích ăn nguyên lá thì các bạn cắt nhỏ ra. Và đừng có nhỏ quá nha, vừa vừa thôi, vậy mới ngon. Này mấy cái lá nhỏ thì mình sẽ để nguyên, còn mấy cái lá lớn mình mới cắt ra. Mình phải chiên cả cái cạnh nữa nha các bạn. Các bạn thấy bên hông này nè, nó hơi còn hồng hồng á. Mình phải chiên cho nó chín luôn rồi mình mới bắt đầu làm. Các bạn chiên mấy cái cạnh thì mỗi cạnh khoảng 1 phút thôi. Dặn miếng thịt nó như thế này nè. Xèo xèo ngon á. Bắn kinh khủng luôn ha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn đã chiên vàng mấy cái cạnh này rồi á thì các bạn tắt bếp đi nha. Mình sẽ bỏ cái chảo này qua một bên để cho thịt nó nghỉ khoảng 3 phút rồi mình mới bắt đầu cắt ra thành từng lát. Vậy là tất cả các nguyên liệu này đã sẵn sàng để mình trộn gỏi rồi, các bạn thấy đơn giản không? Tí nữa thịt nó nghỉ xong thì mình sẽ cắt lát xong rồi mình tắt chanh vào. Sau khi cho thịt nghỉ 3 phút thì mình sẽ cho thịt ra một cái thớt để mình cắt. Các bạn nhớ là thịt này nó nóng quá nên các bạn dùng thớt gỗ để các bạn cắt cho nó đảm bảo vệ sinh nha. Và cái thớt này thì phải chuyên để cắt thịt chín thôi. Thịt đó thì các bạn cắt ra thành từng lát như thế này. Giống như mình ăn steak thì mình cắt thành từng miếng vuông. Còn mình làm gỏi thì mình cắt dọc. Khi mà mình chiên 3 phút mỗi mặt thì cái phần bên trong của thịt nó vẫn còn hồng như thế này để mình vắt chanh vào nè. Mình sẽ bỏ ra mấy miếng cho donut ăn. Tại vì trộn với gỏi á, sợ cay quá donut không ăn được tổ donut. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Đây là thịt mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ cho vào một cái tô để mình vắt chanh. Các bạn dùng cái tô bự bự một xíu để dễ trộn nha. Cho hết ra tô luôn. Đây là quả chanh mình chuẩn bị lúc nãy nè. Mình sẽ vắt hết nguyên một quả chanh vào. Các bạn vắt lên trên thịt á, nhất là mấy chỗ mà hồng nhiều cho nó chín. Các bạn thấy chanh lợi hại không? Sau khi vắt xong nửa quả chanh đầu tiên thì mình sẽ trộn đều xong rồi mình vắt hết cái nửa còn lại luôn. Gỏi mà phải chua mới ngon đúng không? Rồi, sau khi vắt hết nửa còn lại thì các bạn lại tiếp tục trộn đều.
Tiếp theo nữa mình sẽ cho từ từ từng muỗng nước mắm vào, mình trộn đều. Nước mắm này thì chỉ là nước mắm ngọt thôi, mình chỉ pha với lại một chút đường thốt nốt nè, với lại chút ớt thôi. Trước khi cho nước mắm vào thịt thì các bạn thử xem nó có bị mặn quá không, hoặc là nó có bị ngọt quá không. Nếu như mà mặn quá thì các bạn cho thêm xíu đường thốt nốt rồi khuấy đều lên. Còn nếu như mà ngọt quá thì cho thêm chút xíu nước mắm. Điều chỉnh vậy đó. Cái cách cho nước mắm từ từ vào như thế này thì các bạn sẽ không có làm cho nó bị quá mặn. Sau khi các bạn thấy là cái lượng nước mắm là đủ rồi thì các bạn thử thử coi nó đã vừa ăn chưa nha. Miếng nhỏ nhỏ thôi. Wow, ngon quá. Mới tới đây thôi đã ngon vậy rồi. Thêm nước mắm nè. Các bạn có thể thêm chanh, thêm nước mắm, tùy ý. Nói chung là các bạn cứ thử vừa khẩu vị là được. Trộn đều lên tí. Thơm ngon quá. Tiếp theo mình sẽ cho tiếp một nguyên liệu rất là quan trọng, đó là bột thấm. Ta da da da. Bột thấm này thì các bạn rắc đều lên trên thịt khoảng một muỗng canh nha. Tùy vào các bạn thích ăn nhiều hay ít nữa, mình thích ăn cái bột thấm này lắm. Này, cỡ như đây. Tí nữa mình nếm thử, nếu mà mình thích thêm thì mình sẽ cho thêm. Nói chung đây là món gỏi ăn trong gia đình mà, các bạn cứ làm tùy theo khẩu vị. Nguyên liệu cũng là của nhà luôn nên cứ thích xài bao nhiêu thì xài thôi. Trời. Ước gì các bạn có ở đây để hửi cái mùi thơm này. Nó thơm ngất ngay con gà tây luôn á các bạn ơi. Cho bột thính vào nó thơm quá đi. Cuối cùng mình sẽ cho hết số hành tím nè, với lại cho hết mấy cái lá bạc hà này vào luôn. Thế là xong, trộn đều lên. Hấp dẫn hơn. Đây là một món gỏi rất là phù hợp với những bạn chỉ thích ăn thịt. Nói giỡn chứ, hồi nãy mình có chuẩn bị rau kìa. Tí nữa mình sẽ chấm rau với lại cái nước sốt này, rất là ngon. Có cơm không? Có, chúng mẹ cho con cơm nha. Thôi nó đói bụng quá, bây giờ đang lấy thịt ăn trước. Mẹ Thằng tham cơm ở trong lò vi sóng rồi, bây giờ mẹ Thằng sẽ lấy cho nó ăn luôn. Các bạn trộn sao cho hành nó rải ra cho nó đều nha. Nếu như là các bạn có ngò băm nhỏ thì các bạn cho một ít ngò vào đây nữa cho nó thơm. Nhà mình đang có sẵn trong tủ lạnh nè, mình sẽ băm thêm một ít ngò vào đây nữa nha. Đây là một ít ngò băm nhỏ. Mình sẽ bỏ vào và trộn đều lên. Wow, thơm quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bày cái thịt này ra dĩa nha. Để bày ra dĩa cho nó đẹp á, thì mình sẽ bỏ thịt một bên, rau một bên như thế này. Hấp dẫn quá. Rồi nó lấy những rau nè, ok. Rồi nó sẽ lấy rau cùng với thịt đó. Đây, hấp dẫn chưa. Trời ơi. Một dĩa như thế này ở ngoài nhà hàng Thái là phải hai mươi mấy đô. Bình thường mình ăn ở nhà hàng Thái á, mười mấy đô có một nhúm thịt chút xíu à. Nhưng mà các bạn thích trang trí cho đẹp nữa thì bỏ vài lá bạc hà tươi lên trên cái đống thịt này nha. Mình có một lá bạc hà đây, mới bóc ra trên cây. Mình bỏ cái chén nước mắm ở bên cạnh á. Nếu như mà thích chấm thêm như chén nước mắm thì chấm. Ăn thử các bạn ơi. Này cái vị nó rất là hài hòa, vừa chua chua, ngọt ngọt, vừa cay cay, vừa thơm mùi bạc hà, với lại mùi hành tím nữa, ngon á.